Hello, xin chào cả nhà. Trên tay em là chiếc máy Verato Signature S-Steel. Chiếc này là bản bản ròng cho cả nhà. Bản ròng. Chiếc này là ra sản xuất là năm 2012, duy nhất nha cả nhà. Bản này chỉ duy nhất có năm 2012 á, là năm đó là năm ròng nha cả nhà, là sản xuất ra cái chiếc này. Lúc mới ra thì nó cũng rất là đắt nha cả nhà. Đó, như lúc mới ra nghe nó hơn 400 út ít ít triệu nhờ hơn 400. Chiếc này zin lướt nguyên bản, cam kết là giá là cam kết nguyên zin, cam kết là giá rẻ nhất Việt Nam luôn ha. Nếu mà nguyên zin đẹp cái này mà giá rẻ nhất nha, ít ít triệu thôi nha. Ngày xưa là 4 ít ít triệu, bây giờ là ít ít triệu thôi nha, bây giờ chỉ còn hai con số thôi. Ngày xưa là mới ra là hình như là 400 mấy đấy nha, không có rẻ đâu. Bản ròng cam kết anh em là nguyên zin hết nha. Cái da này cũng da zin luôn nha cả nhà, nguyên bản nó luôn ngày xưa giờ đấy. Đó, nhưng mà máy còn rất là đẹp luôn nha, xuất sắc. Đó, chiếc này là cam kết là rẻ nhất Việt Nam cho anh em luôn này, nguyên zin nha anh em, mà so sánh cho anh em so sánh luôn, bao giá luôn, bao chét toàn quốc. Đó, chiếc này là đời 2012 nha cả nhà. Đó, thì vì cái bản này duy nhất chỉ có ra năm 2012 thôi, anh em nào mua 2015 2016 thì không có đâu nha, tại vì duy nhất nó ra 2012 thôi. Đó, như năm đó là năm rằm á, là Veto sản xuất chiếc này ra. Viên này là viên ruby nha cả nhà, ruby màu xanh. Đó, mắt sao mắt rộng màu xanh luôn. Dành cho anh em mạnh nào mà anh em sinh năm 88 thì dùng cái này là hết ý luôn nè, mạnh rồng á. Ok, cả nhà nào quan tâm báo em nha. Anh em là mua bán thì cam kết trên giấy tờ đầy đủ hết, cam kết chính hãng. Mua bán thì bảo hành đầy đủ nha, 2 năm. Ship hàng toàn quốc nha, thu tiền tại nhà. Anh em chỉ cần cọc trước 10% thôi. Anh em ở Sài Gòn, Long An, Bình Dương, Đồng Nai thì em giao liền trong ngày luôn. Anh em ở tỉnh thì em sẽ sắp xếp chuyến bay và chuyến xe gì đấy. Tất cả kính này là kính Sophia hết nha cả nhà. Da sao là da B riêng hãng. Tại vì cái da này quá lâu rồi nên là nó sẽ hơi cũ nha cả nhà, chứ không được mới nha, không được mới tinh nha. Còn cái này là rất đẹp luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video này. Cả nhà nhớ thả tim nha mấy nha, thả tim bình luận gì đấy để em chia sẻ những cái video tiếp theo. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video này. Hẹn cả nhà có video tiếp theo nha. Chiếc này là S-Steel bản rồng, nguyên zin 100% nha cả nhà, bảo hành 2 năm. Rồi.